Ok, quay lại. Đây là bạn Toàn đấy. Toàn rất là hớn hở. Và đây là cô bạn gái xinh xắn. Đây là những người du khách khác đang đứng trên cái bon tàu. Đây là bạn Phương. Vài chục năm sau nghe nói nhé. Hồi đó ông đi với con nào? Ông đi con nào mà mình nó đẹp thế. Bạn gái. Thì con tàu nó đang chạy ở trên cái hồ. Đây là lá cờ áo bay phất phới. Đó, hồ nước đây. Giống như là người ta nấu nước sôi nó sủi bọt lên vậy đó. Cái này cột như thường cho này nè. Cho người ta lướt ván hả? Nắm cái tờ dây nó kéo chạy. Dạ. Đẹp quá. Mấy xa xa có một cái du thuyền nhỏ. Cái đố gì này nó có từng lớp lớn không? Cái này nó diễn qua tầng gì đó nè. Bạn Phương đang nói là núi này nó có từng lớp này, giống như cái bánh bánh gì quá nè, patisso. Patisso, dạ, tức là nó có nhiều lớp da xếp lên với nhau. Đó thì sắp sửa qua cái thị trấn hết rồi. Ngay những cái nhà kia kìa, tí nữa nó tới gần thì rất là đẹp. Múc ở trên núi cũng có cái nhà nhỏ trên đó nè. Để chiếu gần lại xem, thấy không? Đó, múc ở trên đó cũng có cái nhà. Bên kia kìa em. Bạn Duy đang đăm chiêu, tâm hồn không biết đang thả về đâu. Đăm chiêu vậy? Dạ. Hôm nay là đăm chiêu á. Bạn Phương thì đang nhìn những ngọn núi không biết làm sao để lên được cái đó. Yeah. 500m. Ok. Còn đây là một người cũng ngồi đang nhìn trên ngọn núi đây. Hello. Nắng đẹp nên hình cũng đẹp. Các bạn cũng được. Đi hả? Yeah. Đó. Phương quay anh một cái. Đây là đây là anh Minh Châu. Anh Minh Châu và bạn Minh Toàn. Bạn Minh Toàn. Còn cô này đây. Cô Diễm bạn gái của Toàn. Dạ. Còn đây là chị Phấn hậu cần. Lương thực vậy, lao về vấn đề lương thực thực phẩm. Nếu không có chị là bao tử đói. Dạ. Yeah. Rất là quan trọng. Dạ. Yeah. Còn đây là anh Châu MC. MC và hướng dẫn viên du lịch. Và đây là anh Phương rửa chén. Khóa, khóa em thì sao mà khóa em có cái tên rửa chén nữa. Thì có cái người nấu nướng thì cũng phải có người dọn dẹp và người rửa chén. Dạ, dạ, không có chén đâu. Qua bên kia. Người đẹp không chẳng. Đa sơ biết. Đó, đây là cái thị trấn mình sắp sửa lên trên bờ này rồi. Tí nữa thì mình sẽ đi dạo ở trên những cái ngọn những căn nhà này. Lần thứ ba. Cái đó là cái nhà thờ đó. Dạ. Chết đi trên này, ở trên này là cái nghĩa địa. Đi rồi nhưng mà cái tháp nó kiểu nó so ngưới nữa.
người này cũng vơi. Đó thì đại khái là như vậy. Bây giờ tàu đã tới bến rồi, mình đi lên. Đại khái Hantas nó là như thế, cái quang cảnh. Tí nữa mình đi vào chi tiết. Ở chỗ này là toàn du khách châu Á là đa số. Rồi, bây giờ mọi người du khách đi hết. Rồi, chào các bạn.